Trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ tặng ngài Lê Hồng Sơn, bí thư chủ tịch huyện Cô Tô Đài, của tác giả nhà thơ Đỗ Công Thành, được kính gửi tới toàn thể quý vị qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyền. Chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Cô Tô Đài có chuyện hay. Có một ông bí quá say men tình, cùng nhau ta sẽ giải trình để xem ông bí đa tình ra sao. Bí thư chức trọng quyền cao, ngoại hình đường nét thanh tao hơn người, mới 39 tuổi đời, đẹp trai tuấn tú, dáng người hào hoa. Sinh thời thanh hoa quê ta, 39 tuổi đã thăng hoa lên đời, thành công sự nghiệp tuyệt vời, 39 tuổi đã lên ngồi ngôi cao. Lý lịch tuyệt tác làm sao, trong tay ngài có biết bao nhiêu bằng, đã được kiểm chứng rõ ràng, ngài thật xứng đáng là tráng anh tài. Hồ sơ lý lịch của ngài khớp với trình độ chẳng sai chút nào, tài năng thật quá dồi dào, Lê Hồng Sơn thật tự hào biết bao. Dân Quảng Ninh vẫn ồn ào, bí thư tuổi trẻ tài cao hơn người, đời đáng thắng tiến lên ngôi, chỉ trong phút chốc đã rời về không. Sự nghiệp này đã đổ sông, thật là đáng tiếc cho ông bí này. Chuyện tình thật lạ lùng thay, có đơn tố cáo đến ngay với ngài, ngài đã mắc phải họa tai, có kẻ nó đổ cho ngài hiếp dâm. Một câu chuyện quá oái âm, chỉ trong phút chốc ấm vang khắp miệt. Đáng bình yên hóa đảo điên, đúng là ngài bị thối miên ái tình, không kiềm chế bản thân mình, ngài đã xá lưới ái tình bất minh. Lý ngay nhưng tình lại gian, chẳng ai có thể minh oan cho ngài. Á đã gieo rất họa tai, khiến ngài đã mắc lỗi sai trong đời, nó gài bẫy quá tuyệt vời, làm cho ngài phải mắc mồi tiểu nhân. Phận hồng nhan kiếp phong trần, dùng mỹ nhân kế vạn lần xấu xa, luôn đem của nợ bày ra, ai mà trông thấy đều xá lưới tình. Không kiềm chế bản thân mình, chỉ vì quá chén nên sinh ra tà, thấp mưu thua chi đàn bà, đem mồi để hại người ta tàng đời. Mưu kế chúng lập sẵn rồi, khiến ngài đã mắc phải mồi kẻ gian, trách cho đời gặp trái ngang, hết được thắng tiến nơi quan trường này, lên voi xuống chó từ đây, sự nghiệp phút chốc bỗng bay về trời, chỉ vì nóng nỗi nhất thời, khiến cho sự nghiệp rời về hư vô. Từ nay hết mọi ước mơ, con đường quan lộ hết cơ hội rồi, còn mang ô nhục cho đời, không thành khép lại một thời làm quan. Giáo sư tiến sĩ Việt Nam được đào tạo giống như ngan như gà, giáo sư tiến sĩ nước nhà ấp già chẳng khác ấp gà ấp ngan, mỗi năm ra tới vài ngàn, còn nhanh hơn cả ấp ngan ấp gà. Hàn Lâm viện của nước nhà tạo ra nguyên khí quốc gia quá trời, bao nhiêu tiến sĩ cả đời không nghiên cứu được đề tài nào ra. Phải đây nguyên khí quốc gia hay là khí thải, khí ga, khí thừa, chỉ là một cuộc tranh đua cho bọn cơ hội chúng mua học hàm. Sinh ra cái viện Lâm Hàn, nổi danh có đức, có tài, có tâm,
mang danh khoa học hàn lâm, sao cho ra loại bất tâm bất tài. Hay hầu bao đã an bài mỗi năm phải kiếm được vài triệu đô, thay hình đổi dạng tham ô, biến mình thành kẻ tội đồ lưu manh, đang tâm hủy cả thanh danh, kinh luôn các bậc danh nhân thánh hiền. Đúng là tất cả vì tiền, gây ra bao chuyện đảo điên trên đời. Gian tà len lỏi khắp nơi, thanh cao cũng chẳng bằng hơi đồng tiền. Có tiền thì sẽ có liền một bằng tiến sĩ, học hàm giáo sư, làm cho đất nước quá dư, nuôi một đội ngũ rốt ngu thế này. Thật là đáng mỉa mai thay, đã ngu đã rốt lại hay học đòi. Bất tài vô dụng lỗi thời, cả dân tộc sẽ muôn đời mỉa mai, khiến ngành khoa học tương lai càng ngày càng trở nên mai một dần. Cho ra lò lũ ngu đần, mua bằng thật để làm cần câu cơm. Bằng thật nhưng lại óc tôm, không bằng kẻ học bốn ba ngoài đời. Hàn lâm Việt thật nực cười, bán bằng tiến sĩ đối đời đó sao. Thanh danh cao quý biết bao, bằng thật óc giả lao đao nước nhà. Bất tài vô dụng sinh ra, nhiều tên phản bội nước nhà vì sao. Hàn lâm Viện thấy thế nào, các nhà khoa học mình đào tạo ra, chung làm khuynh đảo quốc gia, lĩnh lương ăn bám nước nhà mà thôi. Nên vào xếp xó mà ngồi, nên vào xó bếp mà ngồi, thật đáng nguyền rủa cho đời tiểu nhân. Không tài không đức không tâm, đó là sản phẩm hàn lâm nước nhà. Mong lò Bác Trọng kiểm tra, tìm cho ra những giống sâu mọt này. Tiền làm mờ mắt chúng mày, hãy tiêu diệt lũ quan thầy tà gian, diệt cho hết bọn quan tham, diệt cho hết lũ tà gian lộng hành, làm cho đất nước trở thành vinh quang tươi đẹp, muôn đời phồn vinh. Tiếp theo là bài thơ Quan Tò Xử Án Lệch Cân, tác giả Đỗ Công Thành, xin được kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả tiếp tục lắng nghe. Quan Tò Xử Án Luận Hình, có nhiều vụ án luận hình không cân, có nhiều vụ án bất phân, có nhiều vụ cán cân không bằng. Điều này cho thấy rõ ràng có nhiều tiêu cực trong ngành pháp nhân, khắp nơi trong nước người dân không còn tin tưởng cán cân của tòa. Bộ luật hình sự nước nhà vô cùng minh bạch, rất là nghiêm minh, nhưng tòa định tội luận hình lại không đúng với tội hình. Vì sao? Quan tòa quyền trọng chức cao, vì tâm bất ổn nên không đủ tầm. Nhiều vụ án đặt lệch cân, khiến cho trong nước người dân bất bình. Xử không có lý có tình, cán cân công lý cố tình bẻ cong. Xử nhiều vụ quá bất công, ai còn tin tưởng mấy ông quan tòa. Tham mô lại biến ra là cố ý làm trái, án hình đổi thay. Việc này quốc hội có hay, để mấy thẩm phán một tay che trời. Mất đi công lý trên đời, như mấy vụ án Dương Thời vừa qua. Cần lò Bác Trọng kiểm tra, đội ngũ thẩm phán nước nhà chúng ta. Gương chiếu yếu sẽ soi ra, mấy tên thoái hóa cho ra khỏi ngành. Bọn này làm mất thanh danh, mất đi uy tín của ngành pháp nhân. Chúng mày dối đảng lừa dân, thấy đen đổi trắng cán cân tại tòa. Bao nhiêu vụ án lộ ra, vụ án lâm quyết người ta hãi hùng. Và bao vụ án đi cùng, như ông Thứ trưởng Quốc phòng mới đây. Chia nhau ngàn tỷ ai hay, quan tòa tuyên án lưu đầy 4 năm. Nguyễn Thành Tài cũng ngon ăn gần 2.000 tỷ
8 năm vào tù. Đói ăn giật chiếc bánh mì, lâm vòng lao lý ngồi tù 9 năm. Quan tòa sự thật ái oăm, hàng ngàn tỷ bạc chỉ dám 5 tù. Hồi quan tòa sự kiểu gì mà khung hình phạt lạ kỳ vậy ta. Công an cảnh sát điều tra ngày đêm vất vả tìm ra tội đồ. Hồ sơ truyền tới quan tòa, đổi thấy tội trạng hỏi là vì đâu. Thật là công cốc bể dâu, bao nhiêu công sức về chầu Diêm Vương. Vì lệch cân trốn công đường là do thẩm phán coi thường pháp quy. Tội danh được hoán đổi đi, lý do có lẽ vì mồi bị can. Làm cho công lý Việt Nam thị phí đen trắng rõ ràng bất phân. Đúng là một lũ tiểu nhân, rồi cũng có kẻ xa chân vào tù. Mấy thằng tai điếc mắt mù, mất hết tâm đức hay vì gì đây? Dân nuôi bọn thoái hóa này, nuôi lầm phải bọn bất tài vô tâm. Mong ngành tư pháp vì dân, hãy nên cải tổ cán cân kịp thời, để cho công lý ở đời bị che lấp bởi mồi bị can. Tìm cho ra kẻ tài gian, tìm cho ra kẻ tâm can suy đời. Những tên ăn lộn phải mồi, những tên đáng để người đời mỉa mai. Gian manh có một không hai, cái tâm của chúng bị mai một rồi. Chẳng còn đạo lý ở đời, luôn trông chờ những miếng mồi bị can. Muốn ngành tư pháp Việt Nam thực sự trong sạch cho dân tộc này, pháp quy phải được an bài, quan tòa là phải bậc thầy công tâm. Công minh chính trực toàn phần thì đó mới thật người cần của dân.